Rồi em chào toàn thể quý anh em nghe anh em. Giờ này là khuya. Em làm clip này là em cho nó lên lúc 6 giờ sáng. Đó. Anh em nào có chốt á, thì alo cho em qua số điện thoại là 0865 890 158. Em tên Hậu, em ở Chi Tôn An Giang nghe anh em. Đó. Clip này em lên cho anh em những món gì? Đó là những món gì đây anh em? Căm, niền, giỏ. Giỏ thì em có hai loại, giỏ quay 110 với giỏ rim thái, ruột đó, căm niền giỏ ruột, nguyên một cơm lê để cho anh em dọn full mới chiếc xe của mình đó. Ok nha anh em nha. Rồi thì bây giờ không có làm mất thời gian của anh em nữa, em sẽ đi vô từng chi tiết cho anh em đó. Bây giờ căm thì mình nói căm trước đi. Căm đây, căm thì ở đây em có hai loại căm. Căm ở đây là em bán căm quay thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Không có cái chuyện loại 1, loại 2 gì hết nghe anh em. Hàng chính hãng Honda Thái Lan, hàng nhập khẩu chính hãng Honda Thái Lan. Em xin nhấn mạnh với anh em là như vậy. Đây, căm này là căm sao, mã là 06426 KFM-900, made in Thái Lan ha. Rồi, căm này là căm trước 06446 JIN-5-900, made in Thái Lan. Đó, thì em đã khui căm trước ra nè, căm trước thắng đùm nè, và bên đây là khui căm trước thắng đẻ nè. Tại vì sao? Tại vì cái bộ căm thắng đùm và bộ căm thắng đẻ nó chỉ phân biệt ở cái căm trước này thôi, JIN-5-900. Còn bên đây là cái mã là KAN-630 là căm đẻ đó. Còn căm sau là xài chung mã nè, KFM-900, bên này là bộ căm đùm nha. Còn bên bộ căm đẻ nè, KFM-900, y chang mã nhau nha, nó xài chung căm sao nha anh em. Đó, thì em xin báo giá căm với anh em luôn. Căm thắng đùm là 390.000 một bộ. Em xin nhấn mạnh lại, căm thắng đùm là 390.000 một bộ, cả trước lẫn sau. Đó, còn căm thắng đĩa là 430.000 một bộ, cả căm trước lẫn căm sau, là một bộ trước sau. Ok nha, 430.000 một bộ. Rồi thì em xin đi vô chi tiết với anh em luôn. Rồi em sẽ phân tích, anh em mình sẽ cùng nhau phân tích căm đùm nên xài cặp niền nào. Ở đây niền thì em cũng có hai loại, niền trùng mã đều là niền quay 110 thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan hết đó. Nhưng mà em có hai loại niền trùng, niền này là niền không trùng mã nè, niền trước ếch, niền sau W, như theo xe. Giống như theo xe hả anh em. Đó, còn niền đây là niền trùng mã nè, trùng mã trước sau, mã W hết nè đó, KW trùng mã trước sau, thì giá nó cũng khác nhau luôn. Niền trùng mã là 930.000 một bộ cặp niền trùng mã, còn niền không trùng mã là 730.000 một cặp, cả trước lẫn sau. Rồi ok nha anh em, xin đi vô chi tiết nha. Đó, bây giờ em xin đi vô bộ căm trước, căm quay 110 á. Đây, căm trước của thắng đùm của quay 110 đây anh em. Đó, nói chung do em quay ban đêm nó hơi giả cái ánh đèn led với cái đèn trợ sáng của em trên này nè, cho nên em thấy không rõ cái màu, nó cái màu vàng, cái ánh màu ngà vàng. Căm rất là đẹp, căm trước thắng đùm nha anh em. Căm trước thắng đùm là thân căm nhỏ như theo xe, còn căm trước thắng đĩa là thân căm lớn cũng như theo xe. Còn anh em nào nói căm quay 110 thắng đĩa mà căm trước thân căm nhỏ thì cái đó em không biết, cái đó là quan điểm của anh em. Còn anh em cứ hỏi những anh em chơi sành sỏi hết đi, kể cả hàng theo xe luôn, căm trước là thân căm lớn, xin khẳng định với anh em. Đó, căm rất là đẹp nha anh em. Ok, còn chân căm nè, chân căm trước của thắng đùm nha, lên cho anh em nè. Rồi lọt rồi, hơi mất tiêu báo nữa, để cho đầy đủ cho anh ta. Đó, căm cái ánh ngà vàng cực đẹp luôn nha anh em. Đó, em quay ban đêm led mà nó vàng vậy là ban ngày nó vàng cực đỉnh luôn á. Đó, anh em thấy không? Ok nha. Rồi, căm sau đó, căm sau nè, cái này căm trước nha anh em, còn đây căm sau thắng đùm nè. Căm sau thắng đùm với căm sau thắng đĩa xài chung nha anh em. Đó, bao đẹp luôn, lung linh. Một bộ căm thắng đùm là 390.000. Ok anh em. Còn đây là căm thắng đĩa nè, em chỉ khui bịch căm trước thôi, tại vì thắng đùm với thắng đĩa nó chỉ phân biệt căm trước thôi, còn căm sau nó xài chung mà. Ok nha. Lúc này giữ em mũi quá lẻ anh em ơi, mưa. Đây là căm thắng đĩa nè. Căm thắng đĩa quay 110 là thân căm lớn nè, anh em thấy không?
thân cầm lớn nè, cực đẹp luôn đó anh em, nhìn tự đánh giá nha. Thân cầm lớn nha anh em, cầm cái ánh ngà vàng rất là đẹp nha anh em đó. Cầm này cầm trước nha, thân cầm lớn nè anh em thấy không nè, nhìn cho là biết liền nè, cộng bự cộng nhỏ chào á nè, thấy không, rõ ràng. Để anh em không biết cái anh em, anh em những anh em mà nói mà cầm trước mà cầm nhỏ là anh em biết cầm gì không, hàng theo xe mà cầm trước cầm nhỏ đó là cầm ZX, không phải cầm quay 110 thái nha anh em đó, em nói cho anh em biết luôn. Ok nha đó, chân cầm nè, cái chân cầm trước thắng đẻ nè, phê cu lê không anh em, rất là đẹp luôn nha anh em nha đó, chân cầm trước thắng đẻ rồi, ok nha, phê cu lê nha. Rồi thì cầm sau, cầm sau quay 110, mỗi bọc cầm nó đều có một vài bịch hút ẩm gì đi theo hết nha anh em đó. Còn cầm sau quay 110 thắng đẻ với thắng đùm là xài chung với nhau không phân biệt đó. Cầm quay 110 thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Rồi rồi, giá em báo rồi nha, cầm đĩa một bộ trước sau là 430, còn cầm đùm một bộ trước sau luôn là 390 đó. Và cầm này anh em hỏi em vô được xe nào, cầm đùm, cầm quay 110 thái thắng đùm này vô được rim thái nè, vô được quay 110 thái thắng đùm nè, vô được quen pha nhỏ nó ok. Rồi cầm quay 110 thái thắng đĩa này vô được cho xe nào, quay 110 thái thắng đĩa full 1 quay ZX vô được hết luôn nha anh em. Tại vì mấy hình như full 1 là xài niền lớn nha anh em, khoan, hình như nói hơi là bậy à, full 1 là xài niền 4.6 nha, hình như xài được luôn đó anh em ơi, hình như xài được luôn đó, cái đó em không rành, nhưng mà chắc cú là vô quay ZX vô quay 110 là được đó, tại vì xài niền 1.2 hết trơn, đùm nó y chang nhau và nó khác nhau có chút đỉnh nè. Rồi niền, về phần niền, niền ở đây em bán là niền chính hãng Honda Thái Lan, niền quay 110 thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Đây là cặp niền không trùng mã đó, mã mộc rõ ràng nha anh em, hàng chính hãng Honda Thái Lan nha, bọc giấy bao bên ngoài nha, bọc này kêu bọc dầu đó. Niền trước nè, Siam Goshi 17x1.2.4 ZRS đó, niền trước niền S như theo xe nè đó. Còn niền sau nè anh em, Siam Goshi 17x1.4.4 DSW ha. Rồi ok, đó là cặp niền không trùng mã, cặp niền không trùng mã như thế này. Trùng mã là nó có nghĩa là phải trùng hai chữ, ví dụ như trùng mã DS thì dưới này phải DS, W trên này phải W, còn bên đây mới là trùng nè đó. Cặp này gọi là cặp niền quay 110 thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan, không trùng mã đó. Là một cặp như thế này là 730.000 anh em, cả trước lẫn sau đều là hàng chính hãng Honda Thái Lan, bao anh em thầy thợ mọi miền tổ quốc test luôn nè, hàng chính hãng Honda Thái Lan hết nha anh em, mã KW7-9-1 ok đó. Thì cặp niền không trùng mã này anh em vô được những dòng xe nào, nói chung là những dòng xe sử dụng niền 1.2.4 là vô được hết, nói chung là niền 1.2.4 là vô được hết. Những dòng xe như là quay 110 thái, quay alpha nhỏ, quay ZX, quay A cộng, lốc trắng lốc đen, rim thái vô được luôn nha, super rim vô được luôn nha anh em, các đời rim nha. Ok, còn qua bên đây là một cặp niền trùng mã, cũng là hàng chính hãng Honda Thái Lan. Cặp niền này em khui mẫu hổm rài rồi, cho nên là nó mất cái nó bên ngoài này, nhưng mà không sao, bao đúng hàng cho anh em nha. Đây niền, cặp niền trùng mã đây anh em, đây Siam Goshi anh em thấy không, nó hơi chá, anh em cố gắng nhìn giúp em nha. Siam Goshi 17x1.2.4 KW ha. Rồi này là niền trước nha anh em, niền trước là 2.4 nè đó, còn đây là cái niền sau nè anh em, đây niền sau nè anh em, Siam Goshi 17x1.4.4 KW đó, anh em thấy không, trùng mã là người ta phải trùng như thế này mới gọi là trùng mã nha anh em. Giờ này mà tiếng len can hơi đại ca em thức thì chết luôn, ăn cám luôn đó, trùng là phải trùng như thế này nè anh em thấy không, cả trước lẫn sau nè, 4.4 là niền sau nè, 2.4 là niền trước nè, trùng mã KW nè anh em thấy không
đó mới gọi là trùng mã nha. Rồi cặp niên trùng mã quay 110 Thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan, gắn được cho những dòng xe nào quay 110 Thái thắng đùm thắng đĩa vô được hết đó. Ừ em quên nói với anh em, cặp niên quay 110 Thái không trùng mã nè, trước ếch sau W nè, là anh em vô được quay 110 Thái thắng đùm nha, quay 110 Thái thắng đĩa vô không được nha anh em đó. Quay ZX vô được, tại vì quay ZX chân cam nhỏ ha, tại vì quay ZX nó xài cũng là thắng đĩa nhưng mà thân cam nó thân cam nhỏ, chân cam nhỏ vô được đó, vô được rim Thái quen pha nhỏ, nhưng mà không vô được quay 110 Thái thắng đĩa nha, tại vì quay 110 thắng đĩa là chân cam lớn. Em test cho anh em luôn nè, đây là chân cam trước của quay 110 Thái thắng đĩa nè, vô cái niềng trước này vô không lọt nè, test cho anh em luôn nha, đây không lọt nha anh em, nhấn cỡ nào cũng lọt hết trơn, trừ khi anh em khoan niềng mới vô lọt nha. Đó anh em khoan niềng thì vô lọt, ok. Rồi anh em vô không lọt nha. Rồi còn bộ niềng trùng mã quay 110 Thái, hàng chính hãng Honda Thái Lan, trùng mã KW này nè, là anh em vô được quay 110 Thái thắng đùm thắng đĩa vô được hết. Nhưng mà em nói trước với anh em là khi bộ cam thắng đùm này anh em vô cặp niềng trùng mã trước W nè, là nó sẽ hơi dư lỗ một chút xíu nha anh em. Đó dư lỗ chút xíu, nó thì tùy sở thích của anh em, em đã báo trước cho anh em rồi. Đó cặp niềng trùng mã này gắn được cho quay 110 Thái, đó quay alpha nhỏ vô được luôn, nhưng mà em nói dư lỗ chút xíu nha, chân câm vẫn bích trên này bình thường nhưng mà nó hơi dư phần dưới này chút đó. Tốt nhất anh em xài quay alpha nhỏ và quay 110 Thái thắng đùm nên xài cặp niềng không trùng mã này, nó ok nha. Còn quay 110 Thái thắng đĩa là anh em vào cặp này là khích khình khịch luôn. Đây em test cho anh em coi, đây là chân câm trước nha, còn đây là cái niềng .2.4 nè, đây anh em thấy không nè, niềng .2.4 KW niềng trước nè, anh em vô lỗ nè, đây cái lỗ đây đi, khích khình khịch luôn nha anh em, thấy không, khích khình khịch luôn nha. Đó ok, quay 110 Thái thắng đĩa mà vô cái combo câm niềng vỏ ruột này là tới nái luôn nha anh em. Rồi niềng với câm em báo giá với anh em xong hết rồi, bây giờ đi qua phần ruột trước, đi vô phần vỏ ruột này á, để em đem ra đây quay cho anh em. Để đây đi, cái này là cái ruột sau, còn đây là cái ruột trước. Đây ruột này là ruột IRC, hàng nội địa IRC Thái Lan, không phải hàng của công ty Innu Việt Nam mình nha anh em, Innu Việt Nam là khác đó, còn này là hàng IRC nội địa Thái Lan. Cách phân biệt em đã chỉ ở những clip trước rồi, thì em sẽ nói cho những anh em mới vào kênh cho người ta chưa biết cách phân biệt. Cái bọc về hình thức bọc có thì nó vẫn màu như vậy, anh em phân biệt không được đâu. Cách phân biệt á, cái tiên quyết á là như vậy, anh em nhìn một phát là ra liền, đúng theo chiều bọc, chữ IRC nằm xuôi chiều, là bên góc phải của cái bọc á, nó có cái mã này nè, nó có cái ô vuông, cái chất QR này nè. Còn mấy cái hàng khác là không có nha, là không phải hàng nội địa Thái nha anh em. Ngoài ra là trên mẫu bọc nè, hoàn toàn không có một chữ tiếng Việt nào ở đây nha anh em, không có một chữ tiếng Việt nào. Còn về cái chất lượng cái ruột này á, thì em xin khẳng định với anh em luôn, khỏi phải bàn, đi theo mỗi cái ruột đều có những cái phụ kiện kèm theo như là bịch chân vòi bằng ngũ nè, chụp chân vòi dưới nè, hai con tán lắc kê chân vòi nè, ok. Cái ruột sau này á, để em bung ra cho anh em coi luôn nha, em bung ra luôn nha anh em, nó có cộng dây thun luôn nè. Đây cái ruột sau này á là cái chân vòi của nó màu vàng đậm, và nó làm cái phần khi anh em mua về anh em cầm lên là cảm giác nó khác liền, nó mắc thiệt nhưng mà xài là bao đỉnh. Nó làm cái phần chân vòi rất là dày và nó dai dữ lắm. Trên đây nó có đóng chữ Pacific đây anh em, trên cái phần chân vòi nó đóng chữ Pacific nha anh em. Đó em nghiên cứu rất là kỹ, thì cái ruột này á, cái thông số người ta để đây rõ ràng hết trơn nè, để đây rõ ràng hết trơn nè, 250 nè, cái vỏ 250 anh em vô được nè, nhưng mà cái vỏ mà 275 anh em vô vẫn được luôn nè, thấy không, 80-90 nè, thấy không, 250 và 275 anh em vô được hết luôn nha anh em, rõ ràng nha. Đó nè, 70-100 nè là 250 đúng không, 80-90 là anh em vô được luôn nè, rõ ràng không, tức là cái độ giãn nở của nó rất là tốt mấy anh em ha. Thông số người ta để rõ cho mình cứ làm theo lụm. Rồi cái ruột sau qua cái ruột trước nè,
Để em khui ra cho anh em coi luôn. Vẫn có phụ kiện kèm theo y chang như ruột sao gì đó. Vẫn nắp chụp dòi màu đen, chụp dòi dưới và hai con tán vàng khè này lắc kê nè. Ok. Em khui cái nó có cái thùng, mỗi cái đều có cái thùng chân nằm trong bịch đó đầy đủ. Đây là cái ruột trước nè. Đây anh em. Cái ruột trước cũng vậy. Tại sao em tập trung vào cái phần chân dòi? Bởi vì em biết cái nỗi khổ của anh em khi xài ruột là anh em ghét nhất là bị xì cái đường dòi nè, xì cái đường chân dòi. Đó, em cũng ghét nữa. Em ghét là anh em sẽ ghét à. Đó. Cho nên người ta làm cái phần này rất là dày dặn chắc chắn luôn nha anh em. Bao anh em luôn, xài không bao giờ bị xì bậy. Đó. Đây, ở đây cũng vậy luôn, nó cũng có đóng chữ Pacific luôn. Đó, Pacific hai bên đều có. Và cái chân dòi trước này nè, cái màu của nó hơi ngà vàng, nó không có trắng nhưng mà nó cũng không có vàng đậm như cái ruột sao. Anh em thấy không? Đó. Còn cái thông số đây người ta cũng đóng rõ ràng hết trơn, cứ làm theo người ta là lụm thôi. Đây nè. 225 nè. Cái vỏ 225 là vô được luôn nè, thấy không? Và cái vỏ 250 vẫn vô được luôn nè, anh em thấy không? Đó. Người ta đóng rõ ràng hết trơn rồi. Đó. Tức là cái độ giãn nở của nó rất là tốt nha anh em. Ok. Thì cặp vỏ này cả trước lẫn sau một cặp em giao cho anh em dưới giá là 250.000 một cặp. Đó, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Em bán hàng là không có bao ship nha anh em lưu ý chuyện đó nha. Đó. Rồi, ok. Đó, vỏ cái cặp ruột này anh em vô quay 110 thái, quay alpha nhỏ, rim thái hoặc là cái thằng super rim hoặc là cái thằng full 1 cũng vô được luôn. Quay A đời mới, quay RS hoặc là phần full led, full mặt gì vô được hết luôn nha anh em, quay y vô được luôn nha. Nó rất là dễ xài đó, ruột này. Rồi. Ruột thì em xong rồi, em chỗ lên đây đi. Bây giờ về phần vỏ. Vỏ ở đây em có hai loại. Em để qua đây quay cho nó dễ cho anh em. Vỏ thì em bán vỏ là hàng chính hãng Honda Thái Lan. Cặp vỏ mà em đang chuẩn bị quay cho anh em là cặp vỏ này, cặp vỏ quay 110. Anh em lưu ý, vỏ ở đây em bán là hàng chính hãng Honda Thái Lan, không phải hàng IRC. Vỏ này nó có tới có mấy loại lần. Nè, hàng chính hãng Honda Thái Lan nè. Đó. KW7-904 và KW7 cũng -904 nha anh em. Nhưng mà cái mã trước chứ cái mã sau này nó khác nhau hả gì nè. Thấy không? 42711, còn đây là 44711. Đó. Đây mấy em cho anh em coi gai vỏ đây. Cái gai này là làm chuẩn như gai quay 110 thái luôn nha anh em, chuẩn như gai quay 110 thái luôn nha. Đó. Còn cái vỏ này là cái vỏ trước nè. Cái vỏ trước này là cái sọc hồng nè, cái sọc da người và sọc xanh dương và xanh lục ha. Còn cái vỏ sau nè anh em nhìn nè. Vỏ sau là một bên sọc trắng và một bên sọc lục với tím. Ok, đó. Anh em dọn full mới mà thiếu cặp vỏ này thì dở lắm nha anh em. Dở lắm. Nói chung cặp vỏ này thì nó mắc chứ nó không có rẻ nha anh em. Mắc chứ không rẻ nha. Hàng chính hãng Honda Thái Lan dành cho dòng quay 110 thái. Làm chuẩn như gai quay 110 thái theo xe nha. Đó, thì một cặp vỏ này em xin bán dưới giá là 1.050.000 một cặp. Đó. Còn tiếp theo ở đây một em còn được một cái dòng vỏ nữa. Đây. Em xin để qua đây cho anh em coi. Cặp vỏ này là cặp vỏ rim thái. Rim thái nha anh em. Cặp vỏ rim thái này thì nó không có giống như vỏ quay 110. Rim thái á, gai trước là nó xài gai xui nè. Gai trước là xài gai xui nè anh em thấy không? Còn gai sau là xài gai kiểu gai như gai mãng cầu nè. Đó. Gai trước là bên đây sọc da người nè. Vỏ trước là sọc da người nè, còn vỏ sau là bên đây sọc vàng nè, thấy không? Đây cho anh em coi, chứng minh cho anh em coi là hàng chính hãng Honda Thái Lan. Em không có bán hàng gì ngoài hàng Honda đâu. Nó chỉ có những cái như vỏ hàng IRC nội địa thì mình chơi được. Chứ còn anh em vô ba cái hàng bậy bạ là thua rồi. Đó. Đây. Vỏ rim thái chuẩn mã zin N5 luôn nha anh em. Chuẩn mã zin N5 dành cho rim thái luôn nha. Mã nè. 44711 zin N5-930. Còn đây là 42711 zin N5-903. 903 nha anh em. Nè. Tem mộc của bên Thái người ta. Đó. Thì một cặp vỏ rim thái như thế này em giao cho anh em với giá là 950.000 một cặp nha anh em. Ok nha. Đó, rồi. Thì nói chung á, cái clip này em đã cập nhật cho anh em. Sáng mai anh em cứ xem. Anh em kết món nào alo cho em món nấy. Niền đã phân tích cho anh em niền trùng mã. Anh em lên xài căm nào.
niền không trùng mã, anh em nên xài căm nào và dòng xe gì phân tích cho anh em hết rồi. Anh em cần biết thêm cứ alo trực tiếp cho em sẽ tư vấn anh em chi tiết tận tình đó. Thì anh em dọn full mới từ rim thái đó, rim thái anh em vẫn vô cặp niền này được đó, quay thái vỏ ruột anh em vẫn vô cặp niền này được, căm đầy đủ cho anh em không thiếu món gì đó. Hàng này nè, niền này đầy đủ nè, ruột xe nè, vỏ nè, anh em nhìn vỏ nè, nó hàng em có sẵn không à, chứ em không có phải mượn đầu heo nấu cháo gì cả, nên anh em cứ việc yên tâm. Rồi em xin chào anh em nha.